Rồi, Dạng chào anh em, chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay Dạng đi giao lưu khu đất với em. Em mới mới kết nghĩa nha. Đó. Hôm Dạng lên live thì Dạng gặp anh em thì kết nghĩa luôn. Bữa nay đi với anh em cái. Em tên gì? Dạ, em tên Đoan. À, Đoan nha. Rồi, chào anh em cái đi. Chào, chào anh em đam mê săn bắt nha. Thì đầu video Dạng cũng chúc sức khỏe đến các anh em để chim, các anh em mê chim trên mọi miền đất nước nha. Chim mà ai cũng mê hết trơn. Đó, khung cảnh nè. Bữa nay Dạng vô Sài Gòn quýnh bữa nha anh em ơi. Đó, hy vọng là bữa nay cu ra nhiều, Dạng quýnh Dạng chia sẻ cho cô chú anh chị xem ha. Rồi, Dạng không nói nhiều nữa, chúc các cô chú anh chị xem video vui vẻ nha. Xem video cho Dạng xin một đăng ký nha cô chú anh chị ơi, một like, một lượt chia sẻ nha. Bài khu đất này thì trong Sài Gòn đây, ngay Sài Gòn luôn. Phát cỏ trong lốc này ngon lắm nha cô chú anh chị ơi, cái bãi này cũng ngon lắm mà em nó cu ra nhiều lắm. Hy vọng ra nhiều Dạng quýnh Dạng chia sẻ cho anh em xem. Giác này nó cũng muốn ra rồi. Thôi Dạng vô khum đây. Con đầu tiên nha anh em, cu tơ, cu tơ đầu tiên đó. Dạ, nó ở đâu đầu, đầu đẳng á, nó bay à, nó ở đầu đẳng mà hơi có con nói em nó dính trước nhất luôn á, nó lên cây nữa đó anh. Sao?
Nói gì mà dính con vạt lưới ngoài chứ. Ê, hai con nước kìa, bên lại nó kìa. Vụt luôn hay vậy? Về hai con nữa kìa, hai con đậu trên cây á. Chống nè, anh quýnh lây gai, anh quýnh nó tới chịu. Chống nè anh em, chống nha. Đó, tiếp tục anh em ơi. Hai con mà nó tưng lên con, hay thiệt là hay. Gì mà nó tưng lên nó được. Em nói dính con nó trước luôn á, anh thấy rõ ràng không? Con nó ngoài sợi vuột thôi chứ mà. Con nó trong rồi, thấy trong... dính chắc rồi, con sảy. Đây nè anh em, nói chung là cái bãi trong Sân Gòn, trong Sài Gòn hết nó ngon luôn nha. Sáng bay có mấy con à đó, đi vô đây quýnh quá trời ngon luôn nha. Săn của dạng này không, nhìn đã ớn luôn mà sáng giờ bay có hai con à. Nãy nó vô cây đó hai ba con gì hả, như vậy đó mà nó đậu luôn hay nó bay đâu vậy cũng không thấy luôn, nín thinh luôn đó. Bên này là cái Sân Gòn này không, bên này nguyên cái bãi cỏ nó ngon chưa từng thấy luôn mà có mấy con cua à. Đó, để dạng coi rồi ngồi chút xem sao ha. Chuyến đi Sài Gòn bữa nay dạng thấy nó không có được may mắn hay sao rồi. Sáng thì người ta quýnh gòn, ta giật ở bên kia kìa. Đó, ta giật ở bển á, ta giật ở bên cái góc bên kia. Còn bên này thì cũng có người gì trong săn người ta vẫn quýnh. Mà cua thì nó vẫn ra, sáng nó vẫn ra bình thường mà sao bây giờ nín luôn nha cô chú anh chị. Nhìn đã chưa, săn lưới bóng hới à, mà không có ra. Để dạng coi coi sao ha. Đây giờ dạng đang lên cầu Sài Gòn nè nha anh em. Dạng đi qua cầu Sài Gòn nè, đang lên cầu Sài Gòn nè. Vòng kiếm điểm hơi cũng tới cầu Sài Gòn. Nhà cao tầng đây. Đó, container quá trời xà lan chở. Đây là cầu Sài Gòn nha cô chú chị ơi, hồi nãy là không phải. Chạy vòng hơi là cũng tới Sài Gòn. Tới cầu Sài Gòn nè, nhà cao tầng nè. Nhà này là cao tầng nhất Sài Gòn luôn. Ở đây là sông Sài Gòn nha. Sông lớn kinh. Cầu Sài Gòn nè. Rồi tiếp tục nghe cô chú anh chị ơi, đi kiếm săn nha. Anh em ơi, giờ buổi sáng dạng vô Sài Gòn quýnh được có hai con cua rồi nha. Giờ dạng qua cái điểm này. Đó, cái điểm này ngon quá. Dạng thấy cua bay nhiều quá, thôi giờ bữa nay dạng không quýnh. Dạng sẽ làm cái săn. Dạng làm cái săn dạng gãi lúa nha. Dạng gãi lúa, anh em nó dẫn đây nè, đây nè. Bên đây là cái sân banh. Sáng nó đậu trong cái sân banh này quá trời quá đất nha.
đậu trong sân banh nhiều lắm. Thì thôi dạng làm cái sân ngoài này, ngoài sân banh, dạng gãi lúa. Gãi lúa xong rồi cái bắt đầu cái một hai bữa nó ăn quen rồi dạng quýnh, dạng quay tiếp cho cô chú anh chị xem. Đây chút xíu nữa dạng quay cái sân cho cô chú anh chị xem nha. Cu thì dạng thấy bay xẹt qua xẹt lại nhiều lắm, nhưng mà không có cái chỗ ăn. Cái này không phải cái chỗ ăn của nó nên nó không ăn. Kìa bay nữa kìa, con sân bánh bay quá trời. Đó, toàn là cu tơ không à. Dạng thấy toàn là cu tơ không à. Dạng gãi lúa chắc trong vòng 3 bữa dạng sẽ quay lại dạng quýnh cho cô chú anh chị xem nha. Cô chú anh chị đón xem video tiếp nha. Để dạng chút xíu dạng vô quay sân cho cô chú anh chị xem. Ngoài đó đó cô chú anh chị. Đây, mình với anh em vừa làm. Mình với anh em vừa làm sân xong nha. Đây để dạng quay cái sân lưới cho anh em xem. Rồi lần sau là lần sau lấy thành quả nha. Nó giờ nó ém vô mấy cục đó. Giờ nó đáp tựa lưa hết trơn nghe cô chú anh chị ơi, nó đáp vô chuồng gà nè, nó đáp vô mấy cái chuồng gà này. Còi đáp vô chuồng gà luôn, nó đáp tùm lum vòng mấy chuồng gà đáp tùm lum đó. 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 Đó quay gà cu tơ nhiều, cu lại cu tơ nhiều lắm đó. Đây nè cô chú anh chị, bài quá trời bài. Đây để dạng quay cái sân cho cô chú anh chị xem. Nó vô chó sủa mà nó bay ra vậy đó. Yeah. Thấy nó bay ra không? Quá trời luôn á, nó bay ra đó. Ừ. Nó núp nắng trong đây nè. Vâng, xuống phía màn. Đây dạng quay sân cho cô chú anh chị xem. Đây sân vậy nha, vừa làm xong nha. Làm nhỏ gọn thôi nha cô chú anh chị. Vừa đủ mấy em nó xuống ăn được rồi. Sân dạng khoét ở trong cái cỏ này nè. Có một lỗ nè. Thấy chưa? Đã chưa? Lỗ này là xuống ok rồi nè. Đó, lỗ này nè, dạng gãi lúa nè. Dạng vừa gãi lúa xong, đầu tư vô hết 100 ngàn lúa luôn. Đó, gãi lúa vàng hết trơn luôn nha. Rồi hẹn em 3 bữa sau quá. Giờ chỉ hẹn em 3 bữa sau lại thôi chứ bây giờ gãi đại luôn. Chị làm sân gãi lúa quá trời lúa à. Đầu tư lúa nhiều lắm. Đó, khung cảnh nè. Nó vô cái nhà này nó ăn với gà. Rồi nó vô bên này nữa nó ăn với gà. Chị làm cái sân ngay giữa này là ok rồi. Ăn bữa hai quen rồi. Dạng vô dạng quýnh nó một bữa nha. Dạng quýnh là dạng ngồi vô cái hàng cây này luôn. Dạng làm cái thế hàng cây này luôn. Rồi giờ dạng chuẩn bị đi về thôi. Sáng thì dạng làm thành quả của dạng được có 2 con à. Chuyến đi bữa nay thì nói chung ra nó chưa có được may mắn lắm. 2 con thôi. Đó, nó núp vô cái chuồng gà này nó ăn nè cô chú anh chị. Cu ở Sài Gòn này dạng lắm. Đây, đây là con mồi. Con mồi Mã Lai của con em nè. Mồi này mồi Mã Lai nè. Bự con nó ớn. Đó. Nó bự con thấy ớn Mã Lai mà. Mã Lai bự con lắm. Sáng đi quýnh rồi nó về mà nó không rớt. Ngồi này mồi Mã Lai nha. Cu về mê quá cô chú anh chị ơi. Đó 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 có cái cây cái cây còi nè, cái cây còi nè, nó cái cây sáng em nó nói đậu trên cái tán cây đó đó. Đáng cây còi, cái cây còi, cây bàn đó đó nha. Ở dưới này có cái cây ngũ chảo nữa nè. Đó, cây ngũ chảo thì dưới. Dạng quýnh là dạng ngồi vô cái lùm này luôn. Đó, cái lùm này ngồi đây, dòm ra đây rồi. Hạnh phúc đơn sơ luôn.
dạng độ chắc tầm khoảng 3 bữa nữa thôi là nó ăn nhiều rồi nha. Rồi thì dạng cũng xin kết thúc video luôn nha cô chú anh chị ơi. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị video tiếp theo nha. Bữa nay thành quả được 2 em buổi sáng, thành quả chưa được mỹ mãn lắm đâu, lần sau đi. Rồi cô chú anh chị đón xem nha. Rồi ủng hộ dạng cho dạng xin một đăng ký kênh, một like, một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị ơi. Rồi cảm ơn các cô chú anh chị đã xem hết video của dạng. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị video tiếp theo nha.